Chào các bạn, trong video ngày hôm nay, công ty Cassette Việt Tiệp sẽ hướng dẫn và chỉ dẫn cho các bạn đầy đủ cách sử dụng chiếc cassette vân tay cao cấp. Trong quá trình mình hướng dẫn, nếu như các bạn có gì chưa hiểu, các bạn có thể comment xuống phần bên dưới tin nhắn để mình có thể giải đáp và chỉ cho các bạn cách sử dụng được tốt hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu hơn chi tiết vào cách sử dụng chiếc cassette này các bạn nhé. Đầu tiên, để mở được chiếc cassette này ra thì các bạn đặt vân tay vào trước. Chú ý các bạn đặt giữ, lúc màn hình hiển thị chữ OK, các bạn xoay tay nắm sang bên phải. Và chúng ta đã mở được chiếc cassette ra ngay. Để các bạn có thể cài đặt được vân tay thì chúng ta chỉ việc quay ra màn hình cánh cửa. Các bạn ấn vào nút màu xanh này. Kế tiếp đến, các bạn đặt vân tay mà chúng ta muốn cài đặt vào. Giả sử như mình muốn cài đặt ngón trỏ. Chú ý các bạn đặt giữ để màn hình hiển thị chữ OK. Vậy là mình đã cài đặt được một vân tay thành công. Nếu như các bạn muốn cài đặt thêm vân tay của người nhà mình nữa thì chúng ta lại ấn vào nút màu xanh này tiếp. Sau đó các bạn ra ngoài màn hình chính, các bạn lại đặt vân tay ngón số 2 mà mình muốn cài đặt vào. Trong lúc màn hình hiển thị chữ OK, vậy là chúng ta đã cài đặt được vân tay thành công. Và trong quá trình sử dụng chiếc cassette vân tay cao cấp này thì chúng ta có thể cài đặt được 100 vân tay khác nhau trong quá trình sử dụng. Để có thể mở được chiếc cassette bằng cơ, phòng khi những lúc các bạn đang sử dụng, nếu như két của chúng ta có bị hết pin hay quên mật khẩu, thì công ty có cấp thêm cho chúng ta một chiếc chìa khóa giải cứu. Thì chiếc chìa khóa giải cứu này sử dụng như sau. Đầu tiên các bạn cắm chìa khóa này vào trước, sau đó chúng ta xoay chìa khóa này sang bên phía bên tay phải. Kế tiếp đến, các bạn phải kết hợp đồng thời với cả chìa khóa chính nữa. Thì để sử dụng được chìa khóa chính thì chúng ta sẽ cắm chìa khóa chính vào, sau đó các bạn xoay chìa khóa chính sang bên phía bên tay phải. Và kế tiếp đến, các bạn xoay tay nắm mở két sang bên phía bên tay phải. Vậy là chúng ta đã mở được chiếc cassette ra bằng cơ. Nhiều khi các bạn mới mua chiếc cassette về thì chúng ta nên làm cái thao tác này trước để chúng ta có thể mở được chiếc cassette ra bằng cơ. Và các bạn có thể lắp pin vào trong đây để chúng ta sử dụng khi két bị hết pin. Khi két bị hết pin thì các bạn chỉ việc ra các cửa hàng tạp hóa, các bạn mua 4 viên pin A, mua 4 viên pin 2 chữ AA. Chú ý các bạn nên mua pin khô để việc thao tác và sử dụng cassette được bền hơn, bởi vì ở bên ngoài kia hay bán những viên pin con thỏ ấy, thì trong quá trình sử dụng pin con thỏ thì hay bị chảy nước, thì dùng sẽ không tốt cho bất cứ một đồ điện tử nào. Ví dụ như trong quá trình các bạn đang sử dụng, nếu như các bạn mà muốn xóa hết vân tay đi mà không muốn để lại vân tay của người mà chúng ta muốn lưu lại khi sử dụng nữa, thì các bạn chỉ việc quay ra màn hình ở đằng sau cánh cửa, chúng ta ấn vào giữ vào cái nút màu xanh này. Chú ý các bạn ấn giữ tầm khoảng độ 5 giây. Lúc này ở bên ngoài màn hình phát ra một tiếng bíp lớn, vậy là chúng ta đã xóa hết được vân tay đi. Và trong khi mà xóa hết được vân tay đi rồi thì chiếc cassette của chúng ta sẽ về trạng thái nó gọi là vân tay trắng. Chú ý vân tay trắng có nghĩa là gì? Khi mà két ở chế độ trạng thái xóa hết vân tay đi rồi thì ngón nào cũng mở được ra hết. Thì lúc này các bạn hết sức chú ý là chúng ta lên cài đặt vân tay của các bạn vào luôn, bởi vì lúc này thì ai cũng có thể mở được chiếc cassette của chúng ta ra. Và kế tiếp thêm, công ty còn cấp thép thêm cho chúng ta một chiếc hộp tiếp pin. Chiếc hộp tiếp pin này thì chúng ta dùng để sử dụng khi cassette bị hết pin. Thì các bạn chỉ việc mua 4 viên pin, các bạn lắp vào chiếc hộp này. Sau đó ở bên phía trên của cái mặt khóa vân tay có một cái lỗ rắc cắm, thì chúng ta cắm cái hộp tiếp pin này vào đây, vào rắc này vào. Và sau khi cắm vào rồi thì coi như là cassette có điện như bình thường, bởi vì các bạn đã tiếp pin từ bên ngoài rồi mà, coi như là pin lắp ngoài. Thì chúng ta sẽ mở được chiếc cassette ra như bình thường. Và sau khi mở được chiếc cassette ra rồi thì các bạn có thể lấy pin từ bên trong chiếc hộp này, các bạn thay pin vào bên trong ở phía sau của chiếc cassette thì sẽ đỡ tốn tiền hai lần mua pin. Lưu ý, trong quá trình sử dụng thì có rất là nhiều khách hàng hay để chiếc chìa khóa giải cứu này và chiếc hộp tiếp pin này vào bên trong của chiếc cassette, dẫn đến lúc mà chúng ta cần xử lý để mở được chiếc cassette ra bằng cơ thì lại không được. Thì các bạn hết sức chú ý là lên để cái hộp tiếp pin và chìa khóa giải cứu này ở bên ngoài các bạn nhé.